Trời đất ơi, chưa kịp cắm nhang gì luôn á trời. Không sao đâu mẹ, lỡ rồi. Nãy chú mấy đây đâu rồi? Trời đất ơi, tôi còn cô hồn sống kìa. Nghĩ sao vậy mẹ, tao còn chưa kịp cắm cây nhang nữa mày giật rồi. Mày có tin tao giật cái đầu mày luôn không? Ha, cúng mà cái mỏ hổ như gì vậy. Trời ơi, mọi người á muốn giật gì cũng được, nhưng mà để tôi cúng kiến rồi tôi cắm nhang cái đi rồi mọi người hãy giật, làm vậy là tội chết. Chị cho mất công vậy, cuối cùng gì á bà cũng chia cho tụi tôi thôi. Bây giờ cúng kiến gì cho mất thời gian. Tụi tôi là cô hồn sống là đối khác lắm. Dẹp mẹ con mới quan bên vô. Ơi trời, cái cô này biết làm gì vậy? Mẹ, có sao không? Trời đất ơi là trời, đúng cô hồn luôn á. Mày coi kìa, cái tụi này chắc là mới đi giật cô hồn ở đâu vậy á. Ê, coi cũng được ha, coi bộ tao với mày gom á cũng được mớ á, ngon ngon á mày. Ê, tối này nhà bà Bảy hả, cúng lớn lắm á, mình làm thêm cái nữa đi. Ê, được á. Mày coi kìa, rằm tháng 7 mà tao tưởng đâu Giáng sinh đi phát quà không đó. Ê, mà nghĩ cũng tức nha. Hồi bữa ba má tao á, ổng bả mới rinh cái bàn cúng ra, chưa được 30 giây là tụi nó giật con heo liền luôn. Giật cô hồn á, người ta không có cấm. Nhưng mà mấy ngày này nè là gia chủ người ta làm phước. Ví dụ như ai cần thì mới lấy thôi. Mày nhìn tụi nó đi, có phải là nghèo hèn gì đâu. Thôi kệ nó đi mày ơi, tụi nó giật vậy kiểu láo nháo thôi chứ giật cũng không có ăn uống gì đâu. Láo nháo hả? Vậy thì tao sẽ cho tụi nó ăn cháo. Chú cha, bữa nay xum xê dữ gì ta. Ủa mà sao cúng nữa vậy cô? Thì bữa có cúng xong đâu, mấy người nhào nhào vô giật hết trơn rồi đó. Nên là bữa nay má con tôi phải bày biện ra cúng lại cho người ta đỡ tội nè. Hay, cũng nhờ ơn đức của ai kia mà mẹ con tôi bây giờ phải cất công. Đúng là ý thức như cục. Nè, mày đừng thấy tao không nói là mày được nước mà làm tới nha. Thì sao? Bộ tôi nói gì sai hả? Mày, chị nhột hay gì? Tao không thèm chấp mày. Chú cha, trời ơi, có vàng nữa. Trời ơi, nhìn. Nè, đừng có sớ rớ vô. Đồ của người mất mà mày cũng muốn đụng nữa hả? Ủa là sao? Thì là hôm trước có cái bà chị người quen nhà tao nè, bà bị tai nạn chết thảm lắm, mỗi chỗ văng một khúc ghê chưa. Cái hôm đó tao mới ra tao dọn dây chai, tao mới lụm được cái chiếc lắc này rồi, cho nên là mẹ tao mới nói. Cho nên nè, sẵn bữa nay cô bày biện ra cúng rồi, cô mới kêu ý đem chiếc lắc ra cúng luôn để cho linh hồn người chết tao được siêu thoát. Đúng vậy. Ừ ý, dạ. Còn thiếu mấy chung nước con vô con lấy hay. Dạ. Trời đất ơi, ăn cơm. Ý ơi, ý. Dạ. Ý mẹ, nó lấy chiếc lắc đi rồi. Hả? Đi dí theo nó. Nhanh lên. Công nhận nha, số mình đúng là số hưởng thiệt luôn á. Giật mâm nào cũng toàn là đồ ngon không à. Tưởng đồ của người chết con này sợ hả? Không có đâu, chỉ còn là vàng với tiền, đồ ngon là tao giật hết nhé. Thôi mình đi ngủ. Lắc lại cho ta. Lắc gì vậy, em đâu mà lại của chị đâu. Chà, chiếc lắc lại cho ta. Lắc lại chả cho chị làm gì ơi, chị ra cho em đi. Chị đi chị ơi. Chị ơi.
đi đi chị ơi, em trễ cho chị rồi, chị tha cho em đi chị ơi, chị đi vô quán đi chị ơi. Gia chủ cúng cho tao mà tao chưa kịp ăn là mày đã giật hết rồi. Chị đó chị ở trong 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 tủ em có mì gói gì để em nấu em cúng cho chị nha. Dạ dạ chị không, chị không ăn mì gói à? Mì gói ngon lắm á chị, em nói thiệt á. Tao không ăn mì, tao muốn ăn mày. Chị ơi chị được ăn em, thịt trên dai lắm chị được ăn em. Mới là từ nay về sau em không có giật tụi bay tụi bà nữa, em sẽ xếp bàn. Chị ơi chị tha cho em đi chị ơi. Sợ rồi chứ gì. Nè, mày con hai người thông đồng lừa tôi hả? Không có ai mà lừa mày hết trơn á. Với lại trên đời này không có chuyện ma gì ở đây hết trơn á. Tao á là chỉ muốn hù mày thôi. Còn chiếc lắc này á cũng là chiếc lắc giả, tao nói cho mày biết. Mày, mày... Ê nè, cô bình tĩnh đi. Nếu như ban ngày cô không có làm chuyện gì trái lương tâm á, sao ban đêm cô sợ ma gõ cửa? Cô với đám bạn của cô á chuyên đi phá phách những cái nơi mà người ta cúng kiến, cô nghĩ là không có hậu quả hả? Mẹ con tôi á chỉ dọa cho cô sợ thôi, để không có lần sau. Còn lần sau hả, không phải người dọa nữa đâu ha. Cô có nghe câu thiện ác có báo chưa? Không phải là không có báo, chỉ là tới chậm thôi. Dạ 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 con biết rồi cô ơi, cô ơi con hứa là từ nay về sau con có như vậy nữa, cô tha cho con nha cô nha. Cô với đám bạn của cô đừng đi phá phách những cái chỗ người ta cúng kiến nữa, chọn cái việc tốt việc thiện mà làm. Ừ ý, bộ nãy con đóng cửa hả? Trời đất ơi, con đâu có đóng đâu, con tưởng mẹ đóng. Đâu có đóng. À, ừ. Cái con... Cắt rồi, cắt. Trời, đổi khác lắm, lấy đi mọi người. Mẹ tao còn chưa cắm cái nhang nữa. Mày cúng mà cái mỏ mày hổng quỷ. Mày tin tao bẻ cái đầu mày không á? Mày tin tao bẻ cái đầu mày không á? Rồi. Lại là easy quên thôi. Ấy ấy ấy, tao lấy chiếc lắc đi rồi. Đi đi, đi. Mẹ tao anh lên. Em bị té. Tụi nó chắc là mới đi giật cô hồn ở đâu về nữa đó. Mấy đứa này thiệt chứ. Quên thổi rồi. Mấy đứa này